chào mừng anh chị quay trở lại với kênh đầu tư cùng với qt stock rất hân hạnh khi có sự góp mặt của anh chị trong video ngày hôm nay. Và trong video cuối tuần, em và anh chị sẽ cùng nhau cập nhật về những cái tình hình thị trường trên khu vực của thế giới, cũng như là thị trường Việt Nam VN Index, và liệu nó có xuất hiện những cái cơ hội lớn hay không, và chúng ta nên đầu tư mãi gì, cổ phiếu gì từ đây đến cuối năm 2022, thì anh chị hãy xem hết video này nhé. Và đầu tiên anh chị đừng quên đăng ký kênh cũng như là like video để mà có thể cập nhật được những cái thông tin mới nhất tại kênh YouTube VT Stock. Và nếu như anh chị có những câu hỏi về cổ phiếu, về thị trường thì mình có thể để lại bên dưới phần bình luận. Em sẽ hỗ trợ anh chị trong những video kế tiếp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua về những cái chỉ số trên khu vực của thế giới. Đầu tiên là thị trường chứng khoán của Mỹ, Dow Jones. Thì anh chị thấy là đó đó khoảng từ cuối tháng 10 thị trường của Dow Jones nó xuất hiện hai cái đáy. Nó hình thành được hai cái đáy như thế này và sau đó nó có một cái phiên xác nhận ngay con trỏ chuột. Đây là cái phiên xác nhận và thị trường của Dow Jones nó đang có một cái quá trình uptrend và bám những cái đường trung bình 10 phiên tăng khá là tốt và đối với thị trường của Mỹ thì nó có một cái độ trễ nhất định so với thị trường của Việt Nam. Tức là thị trường của Mỹ nó lại tăng mạnh hơn, tăng nhanh hơn, đó đó khoảng một tháng. Và thị trường của Mỹ đang ở những cái mốc khoảng 34.195, thì thị trường của mình chỉ ở những cái mốc tương đương khoảng 31.000 đối với thị trường của Mỹ. Tức là chúng ta chỉ vừa có một cái phiên xác nhận ngay cái ngày giao dịch thứ sáu tuần vừa rồi. Và những anh chị nào mình chưa có hàng, mình đang cầm tiền thì anh chị cứ an tâm. Bởi vì trong tuần sau thị trường nó sẽ xuất hiện rất nhiều những cái cơ hội. Và nếu như anh chị đang bị mất định hướng không không biết đầu tư mua những cái mã cổ phiếu gì thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình thì em sẽ hỗ trợ anh chị tại room hệ thống khách hàng hoặc anh chị có thể quét mã QR code bên góc phải màn hình để có thể đồng hành với em tại room cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Và đây là cái xu hướng chung của thị trường của Dow Jones. Rất là nhiều những cái thông tin là Fed, rồi những cái thông tin về tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hay là sa thải những cái nhân viên. Nhưng tại sao thị trường của Mỹ nó vẫn tăng? Bởi vì thị trường chứng khoán nó luôn phản ứng trước những cái nền kinh tế từ 6 đến 12 tháng. Và từ đó chỉ thấy là thị trường của Mỹ này, nó tăng rất là tốt từ những cái vùng đó đó 29.000 là một trong những cái vùng đáy có thể là đáy trong năm 2022 của họ. Và tăng đến những cái vùng 34.000 sắp sửa sẽ break những cái vùng 34.200 ở đây để mà tiệm cận về những cái vùng 35.000 ở đây. Thì đó là một trong những cái dấu hiệu khá là tích cực đối với thị trường khu vực trên thế giới, đặc biệt cái thị trường số 2 là thị trường của Hang Seng tức là thị trường hàng không Hồng Kông và nó có một cái mức độ à, mật thiết đối với thị trường của bên Shanghai Thượng Hải và hiện tại là Trung Quốc họ vẫn đang thực hiện những cái chính sách về Zero Covid tính tới cái thời điểm hiện tại là cái tình trạng ca nhiễm Covid của họ đang tăng cao lên và từ đó là cái cái việc mà họ sẽ mở cửa lại nền kinh tế à, bỏ cái chiến dịch Zero Covid đi em nghĩ là nó sẽ có một cái sự dời khoảng vài tháng và khi Trung Quốc họ vẫn đang thực hiện những cái chính sách Zero Covid như thế này thì đương nhiên là những cái hoạt động giao thương của Việt Nam đối với những cái nước trên của khu vực trên thế giới thì nó sẽ có một cái sự hạn chế nhất định bởi vì Trung Quốc là một cái công xưởng của thế giới không chỉ là nó xuất siêu mà nó cũng có những cái quá trình nhập khẩu lớn và khi Trung Quốc họ đóng cửa như thế này thì những cái công ty những cái doanh nghiệp về xuất khẩu hàng hóa thì họ sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề về những cái phần về doanh thu quay trở lại đối với thị trường của Hang Seng thị trường của Hồng Kông thì trước đấy nó có một cái mẫu hình là hạ đỉnh và hạ đáy rất là giống đối với VN Index của mình và hiện tại là đã có một cái phiên break đây là cái phiên break của thị trường Hang Seng và đối với cái phiên ngày thứ năm của mình là cái phiên này đối với thị trường của Hang Seng nè. Đó và sau đó nó có một cái phiên xác nhận. Đây là cái phiên ngày thứ sáu thị trường VN-Index của mình và thị trường của mình nó có độ trễ ở đó đó khoảng từ 3 đến 4 phiên đối với thị trường của Hang Seng. Và khi thị trường của Hang Seng nó có một cái nhịp test lại cái đường trung bình 10 phiên test lại khối lượng thấp và sau đó nó có một cái nhịp xác nhận. Đây là cái cây xác nhận của thị trường hàng xe. Thì hiện tại là những cái đường trung bình mười phiên này, nó đang có những cái tín hiệu ngoắt lên. Thì đây là một trong những cái dấu hiệu anh chị có thể là à, mình tin tưởng thị trường và index của mình. Trong tuần sau nó sẽ có những cái nhịp phục hồi để mình có thể mình kiếm lợi nhuận từ đây trong năm 2022 đến đầu năm 2023. Kế tiếp là một vài cái thị trường hàng hóa ví dụ như là giá vàng đi thì cái trend line màu xanh này là một trong những cái trend line xu hướng giảm và từ đầu năm 2022 đến cái thời điểm à, khoảng tháng 7 tháng 8 thì giá vàng vẫn đang trong những cái kênh xu hướng giảm và đỉnh điểm là đâu đó những cái mốc khoảng 2000 USD. Đó. và khi chạm những cái đường trend line màu xanh như thế này thì nó sẽ có những cái tín hiệu đảo chiều hay nó cách khác đây là sideways down nhưng vào khoảng từ tháng 9 tháng 10 đó thì là hai tháng mà hiện tại giá vàng đang có những cái quá trình hình thành những cái trend line mới đây là cái trend lai tăng cái trendline màu đỏ thì giá vàng đang ở những cái ngưỡng khoảng 1754 như thế này và rất là nhiều những cái chuyên gia họ nhận định là giá vàng vẫn có thể tiệm cận về những cái vùng 1900 trong đầu năm 2023 vì vậy anh chị nào mình vẫn đang cầm vàng vàng cơ sở vàng vật chất thì anh chị vẫn có thể mình tiếp tục mình nắm giữ bởi vì vàng là một trong những cái sản phẩm vàng là một trong những cái hàng hóa mà hầu như là rất là khó để mà mình khai thác và không thể nào mà nó tạo ra được nhiều và nó là limited nó có giới hạn thành ra đối với giá vàng rất là nhiều quốc gia trên thế giới như là Trung Quốc nè, Nga nè, Ấn Độ nè, họ vẫn đang tích tự tích trữ những cái sản lượng vàng rất là nhiều. Điển hình như là Trung Quốc là một trong những cái quốc gia mà có cái trữ lượng ngoại hối cao nhất thế giới. Và hiện tại là vàng đang được mua với khoảng số lượng ở đó khoảng 300 tấn. Và rất là nhiều chuyên gia họ nhận định là Trung Quốc họ đang thực hiện những cái hành vi, thực hiện những cái cái việc là giao dịch mua bán vàng để có thể tăng cái sản lượng dự trữ ngoại hối của họ. Kế tiếp là dầu khí. Thì sau khi những cái sự kiện chiến tranh giữa Nga và Ukraine đầu năm 2022, thì giá dầu nó tăng vọt từ 60 lên khoảng 120 USD, nhưng nó đang có những cái xu hướng giảm từ khoảng đầu năm đến thời điểm khoảng tháng 7 tháng 7 tháng 8 thì giá dầu đây là cái kênh trên line xu hướng màu xanh là kênh giá giảm thì khi nó chạm những cái đường trên line như thế này thì nó sẽ lập tức quay đầu đây lập tức quay đầu thì đối với giá dầu khí thì hiện tại nó vẫn đang phụ thuộc vào cái thị trường tiêu thụ lớn nhất trên thế giới đó là Trung Quốc mà Trung Quốc họ vẫn chưa mở cửa lại về những cái tình trạng Covid vẫn còn đang khá là căng thẳng nên hiện tại giá dầu đang bắt đầu có những cái xu hướng điều chỉnh đây là cái trend line xu hướng giảm này thì hiện tại có thể có thể là dầu khí đang rơi về những cái mốc 80 USD thậm chí là 75 USD trong vài tháng tới. Nếu như mà Trung Quốc họ vẫn tiếp tục thực hiện những chính sách về Zero Covid và khi giá dầu giảm thì đây là một trong những cái tín hiệu khá là tốt. Khi mà cái cái làm phát hàng hóa nó đang hạ nhiệt dần đi, thì trong cuộc họp tới của Fed có khả năng là họ sẽ hạ nhiệt về cái bước độ là tăng lãi suất thay vì 0.75 thì bây giờ họ chỉ tăng ở đó khoảng 0.5 và tức là cái cái thắt chặt dòng tiền của họ họ đang hạn hẹp dần đi. Đó, thì dòng tiền lúc này họ sẽ được mở mở nới rộng ra đó, và không không chỉ đối với thị trường của Mỹ mà các thị trường khu vực khác trên thế giới như là thị trường của Việt Nam chẳng hạn thì chính phủ của mình cũng sẽ thực hiện những cái biện pháp để mà cứu hỗ trợ doanh nghiệp bơm vốn ra để mà cho doanh nghiệp có thể tái cấu trúc sau những cái quá trình là đóng băng của năm 2020 2021 bởi dịch bệnh là Covid thứ ba là thị trường của bitcoin thì đối với em tìm không đầu tư đối với cái thị trường này nhưng em lấy cái biểu đồ để anh chị có thể mình hiểu hơn bitcoin là một trong những cái thị trường điện tử số thì nó không có những cái tài sản nào đảm bảo điển hình như là sàn FTX vừa rồi là đâu đó khoảng 10 tỷ USD theo con số nhớ không nhầm thì vừa phá sản đó. thì đối với thị trường của Bitcoin vẫn đang nằm trong những cái kênh xu hướng xuống này kênh xu hướng giá giảm này và hoàn toàn có thể đục về những cái vùng nào đó khoảng 12.000 từ đây đến đầu năm 2023 bởi vì thị trường này nó không có những cái tài sản đảm bảo và dòng tiền hiện tại đang hướng đến với những cái chỉ số như là thị trường của Mỹ nè hay là những cái thị chỉ số của thị trường của Việt Nam nè hay là những cái mã cổ phiếu bởi vì sao bởi vì nó có những cái gì đó đảm bảo cho những cái dòng tiền thông minh còn những cái thị trường này thì hầu như là đang là những cái cuộc chơi của các tổ chức và thị trường Bitcoin nó hoàn toàn nó có thể giảm mạnh bất cứ lúc nào bởi vì nó mang tính chất đầu cơ và khi nó tăng nó sẽ tăng rất là nhanh và giảm cũng giảm rất là nhanh nhưng em thấy đối với cái thị trường này thì hầu như là không có những cái sự đột biến nào về tham gia ví dụ như là thị trường của Mỹ đi thì hiện, hiện, tại thị trường của Mỹ nó đã có một cái quá trình tăng khá là tốt này. hay là hãng sen này nó cũng tăng rất là tốt này đó nhưng đối với cái thị trường của bitcoin thì nó vẫn đang trong những cái kênh xu hướng là sideways down nó rất là giống như cái thị trường của dầu khí này đang sideways down nên đối với thị trường này thì em nghĩ anh chị nào mình đang đầu tư mình cũng nên cân nhắc là hiện tại cái vùng giá bitcoin đang khá là lưỡng lự và có thể đục thủng những cái vùng 16.500 bất cứ lúc nào cái tiếp là chỉ số đô la Mỹ DXY. Thì cái chỉ số này nó nói lên cái gì anh chị? Và cái chỉ số này thì nó ảnh hưởng trực tiếp đối với cái tỷ giá Việt Nam đồng và đô la, Việt Nam đồng và đi và và USD. Thì anh chị thấy là cái cái mốc khoảng 114 USD ở đây là nó có ba lần test thất bại rồi một lần hai lần ba lần và nó đã gãy cái trend line đây là cái trend line của Disney này. đó cái đồng đô la Mỹ này thì nó đã gãy cái trend line và đang trong những cái xu hướng giảm này. và ở những cái mốc khoảng 106 USD so với một hai tháng trước là 114 USD thì khi mà cái chỉ số đô la Mỹ này nó giảm nó phản ứng là gì anh chị phản ứng là trong những cái cuộc họp sắp tới của Fed là có khả năng họ sẽ tiếp tục gì anh chị tiếp tục hạ nhiệt về cái vấn đề là kiềm hãm lạm phát. Đương nhiên là lạm phát họ vẫn sẽ kiềm hãm đấy, nhưng từ đầu năm 2022 đến hiện tại là họ đang hơi quá là mạnh tay. Đó. Và đối với là lợi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ thì nó cũng đang giống như là cái thị trường của DST, nó vẫn đang tạo đỉnh và gãy những cái đường trên line và đang có những cái xu hướng là đảo chiều giảm. Và tại sao thị trường của DST và thị trường của lợi suất trái phiếu 10 năm Hoa Kỳ hay là hoa hai năm Hoa Kỳ nó vẫn đang giảm bởi vì thị trường những cái thị trường này nó không còn được hấp dẫn nữa khi mà Fed tăng lãi suất tức là cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ họ đang thực hiện những cái biện pháp là hút tiền về nước của họ và từ đó là dòng tiền nó sẽ chuộng về những cái đồng DSE khi mà giá đô đang tăng cao thì đây là một trong những cái thị trường cũng mang tính chất khá là đầu cơ nhưng hiện tại những cái thị trường này đang bị rút dòng tiền ra tức là nó không còn hấp dẫn nữa ví dụ như lợi suất trái phiếu 10 năm Hoa Kỳ nó không còn hấp dẫn nữa mà nó chảy vào những cái thị trường cơ sở ví dụ như là Dow Jones hay là Hang Seng này thì đó là một trong những cái thị trường À, cũng khá là thân quen đối với nhà đầu tư và đây là một trong những cái tín hiệu khá là tích cực khi mà chỉ số đô la đang giảm và lợi suất của trái phiếu 10 năm Hoa Kỳ cũng đang giảm. Và đây là lộ trình tăng lãi suất của Fed và anh chị thấy là năm 2007, 2008 là bong bóng bất động sản nè và đặc biệt là ngân hàng lớn nhất ở Mỹ năm 2008 là là bị phá sản và từ đó là họ không tăng lãi suất nữa và đây là cái cột này. họ giảm liên tục tới năm 2009 và cho đến năm 2016 là hầu như lãi suất bằng không và đi ngang và đây là cái giai đoạn phục hồi kinh tế sau những cái gói tài khoá của Mỹ họ bơm ra từ năm 2007 hay 2008 và tạo lên một cái bong bóng đó. và hệ lụy của năm 2008 rất là lớn và đâu đó mất khoảng 7 đến 8 năm để mà phục hồi lại được nên là đối với năm 2016 trở đi nè thì lãi suất của Mỹ này, nó có những cái quá trình tăng, nhưng tăng rất là nhẹ 0,25, 0,25 nhưng sau đó lại đi ngang, đó rồi lại 0,25 0,25, đến năm 2018 là lãi suất đôi đó, đó ở những cái mốc 2.25, 2.5 2, thôi và đến năm 2019 là những cái sự kiện về Covid và Fed họ vẫn phải tiếp tục giảm lãi suất và đưa lãi suất về những cái mốc bằng không, tức là lúc này là họ phải bơm tiền ra thị trường của mình để mà cứu những cái doanh nghiệp, bởi vì Covid thì hầu như là doanh nghiệp họ sẽ không hoạt động và người dân họ bị thất nghiệp rất là cao nên lúc này là chính phủ Mỹ này, hay là ngân hàng dự trữ liên bang hoa kỳ họ phải có những cái biện pháp để mà hỗ trợ cho người dân hỗ trợ về những cái tình trạng là thất nghiệp và từ đó năm 2020 đến năm 2021 cuối năm thì lãi suất bằng không và đi ngang và từ đó nó tạo một cái gì anh chị tạo một cái hệ lụy và hiện tại năm 2022 nó là cái hệ lụy của quá trình à, bơm lại bơm tiền quá trình kéo lãi suất về bằng không của Fed nè và anh chị thấy là hai cái đường đi của năm 2016 đến 2022 nè hai cái đường đi nè nó rất là khác nhau 26 đến 28 nè thì cái đường đi nó rất là bằng phẳng đó và lúc này là những cái nhà hoạch định chính sách đó, họ vẫn đang ổn định được họ vẫn đang trở tay và đối phó kịp với những cái vấn đề tốc độ tăng lãi suất của Fed chỉ ở những mốc là 0,25 cao lắm là đó là bốn lần tăng 0,25 thôi. Còn đối với năm 2022 thì hiện tại nó đã có 6 lần tăng lãi suất và cái lần đầu tiên là 0,25, lần thứ hai là 0,5 và bốn lần kế tiếp là 0,75 là một con số rất là cao. Và cái mục tiêu ban đầu của Fed là họ nâng ở những cái mốc từ 4.25 đến 4.75 nhưng hoàn toàn có thể thay đổi cái chính sách của họ có thể thay đổi từ 4.75 đến 5 chấm hơn tùy vào những cái chỉ số CPI, tỷ lệ thất nghiệp và cái tốc độ phát triển cái, cái tốc độ phát triển GDP của họ hay là những cái vấn đề về lạm phát để họ sẽ có những cái mục tiêu cụ thể và hiện tại là ngân hàng trung ương Mỹ nó họ cho biết họ đang có những cái động thái cứng rắn để dừng tiến đến cái giai đoạn cuối cùng tức là từ đây đến năm 2023 ít nhất là phải có một đến hai lần nữa ví dụ như là đây là đỉnh điểm đi thì họ phải có một cái cú chốt hạ cái cú chốt hạ này có thể là từ 0,75 đến 1 để mà có thể lạm phát quay đầu trở lại và nếu như cái cú chốt hạ này nó xảy ra thì thị trường của mình nó sẽ có những cái làn sóng khá là giải chấp rồi, còn cái kịch bản số 2 là thị trường của mình đã tăng trong cái tháng 12 là 0.5 đi thì có thể là tới năm 2023 ít nhất là phải còn thêm một cái đợt tăng lãi suất nữa bởi vì anh chị nhìn cái đầu thị này khi nó tăng đến một cái mức độ đó thì nó phải có quá trình đi ngang thì sau khi đi ngang thì nó mới giảm được chứ không thể nào mà nó vừa tăng mà nó giảm cắm đầu xuống được liền đó thì nếu như có những cái thông tin nào mới thì em sẽ cập nhật với anh chị ngay tại kênh youtube vì vậy anh chị hãy đăng ký kênh và follow sát những cái tín hiệu nhé và fed họ cho biết là những cái đợt tăng liên tục này, thì nó là cần thiết để đưa cái mức lãi suất đủ để dừng đưa cái lạm phát trở về những cái mục tiêu là 2% và đối với thị trường của Việt Nam, tình hình của nền kinh tế Việt Nam thì tốc độ à, kiềm hãm lạm phát của chính phủ đưa ra trong năm 2021, 2022 là đâu đó, đó khoảng dưới 4% và cái tốc độ lạm phát của mình đâu đó, đó chỉ khoảng 3.80 mấy thôi thì vẫn đang trong những cái sự kiểm soát khá là ổn định. Nhưng tại sao thị trường của mình nó lại giảm mạnh so với thị trường của các khu vực khác? Bởi vì thứ nhất thị trường của mình nó mang tính chất đầu cơ và thị trường của mình nó ảnh hưởng rất nhiều những cái sự kiện sự kiện phép tăng lãi suất, những cái sự kiện về chiến tranh giữa Nga và Ukraine và ngoài ra là ngay cả nội tại nền kinh tế của mình có những cái sự kiện về bắt giam như là Tân Hoàng Minh này, hay là chủ tịch FLC và từ đó nó tác sẽ tác động rất nhiều đối với thị trường chứng khoán của mình và VN-Index của mình từ đầu năm 2022 giảm từ 1 năm đến cái thời điểm hiện tại cũng là một trong những cái mốc rất là sốc và thậm chí nó còn giảm sâu hơn năm 2018 và nó đang có một cái sự tương động nhất định giống với cái năm 2008 tuy nhiên năm 2008 thì cái mức độ khủng hoảng của nó sẽ cao hơn nhưng nó không có những cái sự kiện bắt bớ như năm 2022 và quay trở lại phép này, là cái kế hoạch của họ có thể tăng hơn 5% tùy vào những cái sự đánh giá rồi trong cuộc họp vừa rồi khoảng ngày 23 tháng 11 nè, thì đa số những cái thành viên dự họp cho rằng cái việc giảm nhịp độ lãi suất nâng này nè, nó sẽ sớm trở thành những cái phương án hợp lý. Tức là cái cuộc họp vừa rồi là tăng 0.75, thì cái cuộc họp diễn ra vào ngày 13, 14 tháng 12 thì họ sẽ tăng nó đó khoảng 0.5% thôi. Còn trong những cái cuộc họp đầu năm 2023 thì em sẽ cập nhật với anh chị sau. Rồi nhiều khả năng sẽ áp dụng những cái bước nhảy lãi suất ngắn hơn trong những cái đợt tăng từ giờ đến cuối năm 2022 và trong năm 2023. Và giới chuyên gia hiện tại đang nghiêng về những cái dự báo là Fed họ chỉ nâng cái bước nhảy 0.5 điểm thôi so với cái cuộc họp cùng kỳ. Rồi, và hiện tại là đang có những cái tình trạng là sa thải nhân viên hàng loạt. Và bên trái của anh chị đây là những cái công ty cũng thuộc top đầu của thị trường của Mỹ đấy, như là Twitter nè. Và đây là cái bi biển, biển báo cáo cái cái thống kê của khoảng đầu tháng 11. Thì Twitter là họ đó đó khoảng uh, cắt giảm 50% nhân sự, hơn 3.700 nhân sự lúc này. Đó. Ngoài ra còn những cái công ty khác họ cũng phải thực hiện những cái biện pháp là sa thải nhân viên bởi vì họ không đủ chi phí. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại là Fed họ vẫn đang hút tiền về. Và đối với thị trường Việt Nam của mình cũng vậy các xưởng nè cuối năm nay cũng sa thải rất nhiều bởi vì không thể nào mà vay tiền của ngân hàng để mà tiếp tục những cái hoạt động kinh doanh của họ và họ phải buộc cắt giảm nhân sự lúc này đó thì anh chị có thể search những cái từ khóa lan làn sóng sa thải này không chỉ đối với thị trường của mỹ đâu những cái thị trường lân cận như là đông nam trong khu vực đông nam á như là singapore nè điển hình như là gojek công ty mẹ của nó là goto <laughs> thì nó cũng đang cắt giảm nhân sự rất là lớn hay là shopee cũng vậy nè đó và tình hình trong nước của mình là thông tin bộ tài chính mới đây hiện tại có khoảng 900 000 tỷ đang giải ngân rất là chậm do thứ nhất là giá cả nguyên vật liệu từ khi mà đề ra cái kế hoạch đến cái lúc mà mình giải ngân lại tăng khoảng 40% do những cái sự kiện chiến tranh nga và ukraine nên là lúc này sẽ gửi tiền vào 4 ngân hàng lớn nhất 4 ngân hàng thương mại là big four và trong đó là 600 000 tỷ lúc này là gửi không kỳ hạn rồi kế tiếp là lãi suất kỳ hạn à, ngắn hạn à. lãi suất ngắn hạn nó có một cái xu hướng là giảm trong khi lãi suất kỳ hạn dài thì nó lại tăng Ví dụ như là lãi suất huy động của ngân hàng MSB, ngân hàng hàng hải thì nó tăng khoảng 9.9% một năm, VIP là 9.8% một năm. Tuy nhiên nó sẽ tùy thuộc vào những cái điều kiện ví dụ anh chị phải à, phải gửi đó đó khoảng trên 5 tỷ thì nó mới cho anh chị những cái mốc lãi suất cao. Còn đối với lãi suất cho vay trung bình thì nó hiện tại đang ở những cái mốc là trên 12% và có khả năng tăng trên 12% giao động từ 13 đến 14%. Và anh chị nào làm trong ngân hàng thì anh chị sẽ hiểu là cái niêm mắc cái biên độ niêm của lãi suất cho vay và lãi suất uh, huy động đó, nó không thể nào mà nó trên lệch quá nhiều tức là khi mà tăng lãi suất cho vay ở tăng lãi suất huy động thì bắt buộc phải tăng cái lãi suất cho vay để có những cái phần dư ra để mà hoạt động về những cái trả lương nhân viên chẳng hạn và kế tiếp là tốc độ tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đang cao hơn gấp 2,14 lần so với tốc độ huy động vốn trên toàn hệ thống ngân hàng tức là hiện tại người dân họ vẫn đang có những cái nhu cầu vay vốn rất là nhiều nhưng cái người dân mà có những cái cái sự mà gửi tiết kiệm á, thì nó lại thấp hơn thì những cái doanh nghiệp mà họ vay vốn chủ yếu là bất động sản nè và bất động sản hiện tại đang dính về cái vấn đề trái phiếu như là SB, Vạn Thịnh Phát, hay là Novaland và hiện tại chúng ta vẫn đang chờ những cái đường lối tiếp theo của chủ trương ngân hàng nhà nước cũng như là chính phủ để giải quyết về những cái thông tin giải quyết về những cái vấn đề và trái phiếu và củng cố niềm tin và đó là những cái thông tin vĩ mô của thị trường trên thế giới cũng như là thị trường trong nước và nếu như anh chị thấy hay thì anh chị được mua bấm cho một cái nút like cũng như là đăng ký kênh nhé và bây giờ chúng ta sẽ đi qua về thị trường và index của mình và như em chia sẻ thị trường của mình trong phiên ngày thứ sáu nó không phải là cái phiên bùng nổ theo đà bởi vì sao bùng nổ theo đà là một cái phiên thị trường của mình tạo đáy từ cái phiên thứ tư đến cái phiên ngày thứ bảy và cái biên độ giá của nó phải tăng trên 2% và khối lượng đạt những cái mốc trên trung bình 10 phiên và anh chị thấy là cái phiên ngày thứ sáu nè thị trường của mình nó đạt với cái biên độ giá tăng trên 2.5% nhưng cái khối lượng của nó chỉ ở những cái mốc là 554 triệu thấp hơn trung bình 10 phiên thì đây không phải là cái phiên bùng nổ mà nó là cái phiên xác nhận break những cái trend giảm nè break những cái trend giảm đây là cái kênh xu hướng giảm và thị trường của mình nó khá là giống đối với thị trường của hang sen khi mà hạ đỉnh hạ đáy và có một cái phiên xác nhận cái trên giảm đây xác nhận được cái trên giảm rồi bức bức thoát ra được những cái trên này rồi và đối với thị trường của mình trong phiên ngày thứ sáu nếu như mà anh chị mình chưa mua kịp á thì anh chị có thể là mình cầm tiền mình chờ đi bởi vì thị trường nó xuất hiện rất nhiều những cái cơ hội và khi nó bắt đầu những cái trend tăng như thế này không bao giờ nó chết một hai phiên mà nó sẽ có một cái quá trình tăng ví dụ như là thị trường của của Dow Jones đi đây, anh chị thấy nè cái trend tăng của nó rất là dài và thị trường của mình đang ở cái phiên như thế này nè đó nên ở cái đoạn sau anh chị vẫn có thể kiếm được tiền và nếu như anh chị mất định hướng khi đầu tư anh chị không biết mua cổ phiếu nào thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với mọi số điện thoại trên màn hình nha và giai đoạn này không phải là cái giai đoạn anh chị mua cổ phiếu nào cũng tăng ví dụ những anh chị mua hoa sen mua nam kim mua sale mua dg thì anh chị vẫn sẽ có khoản lợi nhuận khá là tốt nhưng anh chị nào mua vhc mua fpt frt dg world Best, dgc BVD thì cái mức độ lợi nhuận của anh chị nó sẽ thấp hơn đối với những anh chị mua như là chứng khoán nè, dầu khí nè hay là bất động sản nè. Bởi vì sao? Bởi vì những cái thằng như là VHC nè, ANV nè, thì nó đang trong những cái kênh xu hướng giảm và nó đã có những cái quá trình phân phối từ đằng trước rồi. Nên khi anh chị mua anh chị phải đặt cái bài toán mua cái cổ phiếu nào để tối hóa được cái phần vốn của mình. Bởi vì anh chị chỉ có một cái phần vốn mà khi anh chị mua sai mạng cổ phiếu anh chị mua dính dính những cái thằng như là uh, VHC đi, nó đang có những cái quá trình phân phối như thế này nè. Thì làm sao anh chị kiếm được lợi nhuận trong khi cổ phiếu của người ta bực tăng trần, bực tăng mạnh từ 3 năm phần trăm mà cái cổ phiếu của anh chị lại giảm sàn 7% thì nó không đáng. Và đó là một trong những cái bài toán mà anh chị cần phải cân nhắc. Và nếu như anh chị muốn tham gia vào cái room đào tạo của em hoàn toàn miễn phí thì anh chị có thể quét mã QR code bên góc phải màn hình để có thể đồng hành với em ha. Còn nếu như anh chị muốn vào room hệ thống khách hàng thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình. Rồi, quay trở lại với thị trường của mình. Thị trường của mình cái phiên ngày thứ sáu là một cái phiên xác nhận và liệu có khi nào thị trường không cần bùng nổ thế nào mà vẫn lên hay không? Chắc chắn là sẽ có những cái trường hợp ngoại lệ. Ví dụ đây là cái đoạn thị trường của mình đi ngang nè. Ừ. Nó đi ngang nó hấp thụ những cái vùng bên trên. Và ừ. lúc này thị trường của mình nó cũng phục hồi, nhưng nó không có những cái tín hiệu về bùng nổ thời đà ở cái đoạn này. Nhưng nó đáp ứng một cái tiêu chí là khi giá tăng và khối lượng tăng giá tăng khối lượng tăng thì thị trường nó vẫn sẽ có những cái cơ hội ở đằng sau hay là năm 2019 cũng vậy đây. Đây là cái giai đoạn thị trường của mình không thể xuất hiện bùng nổ thế đà. Đây. Bởi vì bùng nổ thế đà là cái phiên từ cái phiên tạo đáy thứ nhất đến cái phiên thứ tư. Anh chị đếm từ cái phiên thứ tư đến thứ bảy. Ví dụ đây là cái phiên tạo đáy thứ nhất đi. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Phiên thứ bảy là cũng không có nè. Thứ tám, thứ chín, thứ mười. Đó. Thì nó quá 12, 13 phiên rồi. Thì lúc này nó không còn gọi là bùng nổ theo đà nữa. Và khi nó tăng, nó có một cái cơ chế là giá tăng khối lượng tăng đây thì nó thị trường của mình nó vẫn sẽ tiếp tục lên nha rồi còn thế nào là bùng nổ thời đúng nghĩa em sẽ lấy anh chị ví dụ bùng nổ thời đúng nghĩa là cái phiên này đây là cái phiên bùng nổ thời đại nè phiên thứ nhất tạo đáy nè phiên thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy phiên thứ bảy kể từ tạo đáy và giá tăng giá tăng trên 2 à, 2% và khối lượng cao hơn trung bình 10 phiên và thị trường của mình nó vẫn có những cái đoạn tăng như thế này. Và tại sao lúc này thị trường của mình nó gãy? Bởi vì lúc này ra những cái thông tin về anh cái tốc độ lạm phát của họ cao nhất 40 năm trở lại đây, Mỹ cũng vậy và bắt đầu những cái chính sách về tăng lãi suất rất là mạnh tay và từ đó là dòng tiền bị hút về những cái ngân hàng, hút về những cái hệ thống và thị trường của mình có những cái quá trình điều chỉnh luôn. Đây, có những cái quá trình điều chỉnh luôn. Nhưng sau đó nó có những cái quá trình phục hồi. Đây là những cái quá trình phục hồi của mình nè, hay là trong năm 2020, này, nó vẫn có những cái phiên gọi là bùng nổ thế đà này. phiên thứ nhất tạo đáy nè, thứ hai, thứ ba, thứ tư, phiên ngày thứ tư, khối lượng cao hơn trung bình 10 phiên, giá tăng hơn 2%, thì đây gọi là cái phiên bùng nổ thế đà. Và thường xuất hiện bùng nổ thế đà thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái cơ hội đằng sau, và đối với hệ thống khách hàng của em thì em chỉ mua khi nó có những cái tín hiệu xác nhận, và những cái giai đoạn như thế này nè, thì em không mua bởi vì sao bởi vì nó không có những cái sự xác nhận nhưng cái phiên ngày thứ sáu là cái phiên có sự xác nhận và em và hệ thống khách hàng cũng đã mua một phần một vài mã một vài mã cổ phiếu cũng đang trong những cái tầm ngắm theo dõi và đối với cái anh chị nào mà mình chưa kịp mua thì anh chị đừng quá lo lắng là mình mất cơ hội bởi vì trong cái phiên thứ hai tuần sau sẽ có một cái nhịp FOMO lên và khi thị trường bắt đầu trả về những cái tín hiệu cân bằng thì đó là những cái lúc anh chị có thể mình cân nhắc mình giải ngân còn muốn mua mã cổ phiếu nào an toàn thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình thì em sẽ tư vấn hỗ trợ anh chị nhé rồi và đó là cái sự khác biệt của thị trường bùng nổ thôi đà mà không có bùng nổ tối đà, đó thì thị trường của mình nó vẫn lên nhưng nó phải cần cái tiêu chí gì? Giá tăng, khối lượng tăng. Và anh chị hãy để ý từ cái phiên thứ năm, thứ sáu là giá hiện tại là tăng và khối lượng cũng có những cái tín hiệu tăng. Ví dụ trong những cái phiên kế tiếp thứ hai đi và giá nó lại cao hơn, cao hơn những cái vùng chín trăm bảy mươi một và khối lượng cao hơn năm trăm năm mươi triệu cổ phiếu thì anh chị vẫn có thể mình tham gia, mình kiếm tiền đối với cái thị trường này và thường thị trường của mình sẽ tăng trong nghi ngờ và khi anh chị nào mà mình bắt đầu mình mình hết nghi ngờ với thị trường là lúc đó thị trường nó nó tiệm cận về những cái vùng mặt bằng giá cao rồi và lúc đó anh chị tham gia thì sẽ dính vào những cái nhịp chỉnh ngắn hạn của thị trường nha. đó nên anh chị cũng phải chủ động với thị trường và đối với quan điểm cá nhân của em thì em chỉ phù thịnh không phụ suy tức là mình chỉ đánh trong những cái quá trình nâng đáy nâng xu hướng có xu hướng rõ ràng chứ không đánh những cái quá trình là hạ định hạ đáy đó. nếu như anh chị thấy thích cái phương pháp đồng hành của em anh chị muốn đồng hành thì anh chị có thể liên hệ với em số điện thoại trên hình để có thể mình cùng nhau mình đồng hành trong những cái quá trình phía, phía trước rồi bây giờ em sẽ phân tích một vài mã cổ phiếu đi để anh chị nắm rõ hơn. Ví dụ những cái thằng thép đi. Đó, thép hiện tại đang có những cái xu hướng tăng rất là tốt nè. Hoa sen nè. Đó nó có những quá trình tăng nâng đẩy rồi, đẩy 1, đẩy 2 thì những cái thằng này nó sẽ có những cái nhịp tái tích lũy lại ở những cái vùng bên phải nè Nó sẽ giống như là cái giai đoạn khoảng tháng 7. Đây, tái tích lũy lại. Và khi tái tích lũy lại thì nó sinh ra rất nhiều những cái cơ hội. Ví dụ tái tích lũy lại xong nha thì đây là cái điểm mua nè đây ngày 1 tháng 8 là cái điểm mua nè rồi ngày 3 tháng 8 là cái điểm mua gia tăng nè đó thì anh chị vẫn sẽ có những cái đoạn lợi nhuận đằng sau hay là năm kim tương tự nè khi mà nó tăng nó cũng phải tái thiết lũy lại thôi đó thì đây cũng là điểm mua thứ nhất và đây là điểm mua thứ hai anh chị nào mà mình chậm tay thì anh chị cũng đừng có quá lo lắng bởi vì anh chị mà mình không có những cái sự chuẩn bị á thì anh chị sẽ bị rất là loay hoay và mất định hướng đối với cái thị trường này còn đối với em thì em đã chuẩn bị với thị trường về những cái kịch bản ví dụ khi mua hàng về không đúng những cái định hướng thì mình sẽ xử lý như thế nào hay là thị trường của mình nó có những cái sự kiện thiên tai đen thì mình nên làm gì thì em đã có những cái kế hoạch à, thì anh chị nào mà mình đang là khách hàng của em thì anh chị cũng phải chuẩn bị về những cái phần trong tuần sau để mà thị trường nó sẽ bắt đầu những nhịp tăng mà anh chị lại quá bị quan thì chúng ta sẽ không thể nào mình kiếm tiền đối với cái thị trường hiện tại hay là những cái thằng khác như là họ phát đi nó vẫn có trend xu hướng tăng thì những cái thằng này nó sẽ tái tiếp đi lại bên những cái vùng bên phải nha em nghĩ là sẽ tái tiếp đi lại bởi vì hiện tại những cái thằng này nó tăng mà khối lượng của nó lại không đạt mấy bởi vì dòng tiền nó không vào những cái thằng này mà vào những cái thằng như là hoa sen nè hay là gì hay là VGS nè vào những cái thằng này thì những thằng này nó sẽ là những cái thằng khỏe nhất trong những mảnh thép và nếu như anh chị đầu tư anh chị nên chọn những cái thằng nào khỏe nhất để mình tối hóa ví dụ anh chị chỉ có một tỷ mà anh chị vào những cái thằng như hòa phát Hòa Phát nó chỉ tăng được 10 15% trong những cái cái nhịp hồi đi. Thì những cái thằng như VGS thì nó đã tăng được 30 40%. Vậy nếu đặt trên những cái bạn cân thì chúng ta nên chọn VGS hay là chọn Hòa Phát thì em nghĩ anh chị cũng sẽ cho mình một cái câu trả lời nhất định tiếp những cái thằng chứng khoán đi HCM này thì hiện tại nó đang có những cái quá trình tăng khá là ok và tìm cận về những cái vùng kháng cự mạnh của nó thì em nghĩ nó sẽ break được những cái vùng này thôi đó khi nào nó break được có những cái mua tìm sẽ cập nhật với anh chị vì vậy anh chị có thể quét mẹo QR code bên góc phải màn hình để có thể đồng hành với em tại room hệ thống cộng đồng nhé rồi à, một vài thằng như SS là bậc tăng khá là tốt dòng tiền cũng có một cái sự xác nhận phiên ngày thứ sáu cũng là một cái phiên anh chị có thể lấy với SS ra break được những cái vùng trên line break được những cái vùng này khá là ok VCI nè, VCI thì nó yếu hơn SHS với lại HCM nên là nếu như mình đầu tư thì mình nên chọn hai thằng kia nó sẽ khỏe hơn. SSI cũng đang rất là khỏe nè. Đó, thì nó cũng break được những cái vùng line của nó rồi. Phiên này cũng là một cái phiên mô đấy. Và những cái thằng này nó cũng sẽ tái tích lũy ở những cái đoạn sau và anh chị có thể là mình chờ những cái nhịp này nếu như mà anh chị không mua kịp và những anh chị có hàng thì mình tiếp tục mình nắm giữ và mình chờ những cái nhịp đánh cho tăng để mà để mà để mà, để mà có thể chốt lại ở những cái vùng kháng cự bên trên của nó. FTS nè, trend xu hướng cũng đang dừng nè, đáy 1, đáy 2 nè. Và những cái thằng nào có những cái trend xu hướng đứng đáy như thế này thì anh chị tham gia nó sẽ rất là an toàn. Ví dụ nè. Đó anh chị thấy nó có một cái trend xu hướng nè, thì không bao giờ cái trend nó chết ngay được nó sẽ có một khoản lợi nhuận cho anh chị kiếm ở đoạn này và khi trend xu hướng xuống này, là một trong những cái trên xu hướng nguy hiểm và em không tham gia khoảng từ 2 đến 3 tuần ra đây thì mình không tham gia bởi vì cái trend xu hướng của thị trường và cổ phiếu nó không được hình thành nhưng hiện tại em thấy nó có một cái quá trình đang hình thành như thế này thì đó lại là cơ hội cho những ai mà nhảy bén đối với cái thị trường cái tiếp những cái thằng dầu khí thì em thấy nó đã có những cái tính chất là phân phối rồi đây là cái vùng phân phối ví dụ nó cũng kéo lên đi nó có kéo lên cùng với thị trường đi thì em nghĩ nó cũng sẽ rất là khó để mà lên chữ về và thậm chí nó lên không được bao xa mà tái lại. Và trong trường hợp xấu nhất đi thì nó cũng phải gãy rũ bỏ bởi vì những cái thằng này đã phân phối mà những cái hàng phân phối thì thường chúng ta không nên tham gia nó sẽ tốt hơn. PVC tương tự nè. Tại sao những cái thằng khác nè, nó tăng được dòng tiền chú ý những cái con PVC tăng mà khối lượng rất là bé bởi vì dòng tiền không chú ý và đây là một trong những cái thằng nước dân tiền dân thì nó sẽ có những cái sự tăng chậm hơn đối với những cái thằng mà được dòng tiền chú ý ví dụ như là thép nè hay là bất động sản nè. Rồi, kế tiếp là bất động sản DG nè. Anh chị thấy nó tăng cũng rất là rất là kinh khủng ha tăng đâu đó khoảng hơn 40-50% rồi từ những cái vùng đấy nè 62% rồi thì những cái thằng này anh chị có hàng mình tiếp tục mình nắm giữ mình chờ và những cái đi mua những cái thằng này nó cũng mang tính chất khá là khá là khó bởi vì nó mang tính chất đầu cơ tăng nhanh và giảm nhanh và nếu như anh chị mua anh chị phải chấp nhận cái tình trạng là khi mà hàng về là lỗ đâu đó, đó khoảng từ trên 10% và em sẽ sẽ cập nhật với anh chị những cái điểm mua tại room cộng đồng và anh chị có thể quét mã QR code để mà cập nhật về những cái thông tin mới nhất. Và những cái thằng này sẽ test về những cái vùng kháng cự bên trên nào đó khoảng giá 14 15 có hàng anh chị tiếp tục nắm giữ ha. Sale tương tự. Sale nè, những cái thằng này xung lực của nó vẫn còn đang rất là à, xung lực của nó hiện tại cái khối lượng của nó không mạnh như mà những cái phiên trước đó rồi nhưng hiện tại nó có những cái tín hiệu là bực tăng trần mà không có ai bán cả thì nó sẽ test về những cái vùng kháng cự bên trên đó, đó khoảng 16 có hẹn anh chị tiếp tục mình nắm giữ ha còn những cái điểm mua thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát trong cái phiên ngày thứ hai một vài thằng khác ví dụ như là à, uh, HDC đi Đó, HDC nó cũng có những cái quá trình tăng nè đây cũng là một quá trình tăng của nó này. thì nó cũng sẽ test về những cái vùng kháng cự bên trên nhưng mà khối lượng của nó thì đánh giá nó không đạt nó không khỏe bằng cái con sale nên nếu như anh chị đầu tư mình nên chọn những cái con nó có tính chất điên điên một chút xíu nó giống con sale DG L14 Đó. thì nó sẽ ok hơn năm long năm long là một trong những cái thằng bất động sản cũng thuộc tấp đầu trong khu vực của phía nam á thì những cái này cơ bản nó có những cái giai đoạn giảm thứ nhất nè nó giảm do trái phiếu trái phiếu bị ảnh hưởng trái phiếu thứ hai là gì thứ hai nó giảm do cái tình trạng không margin for sale thì đây là cái quá trình phục hồi và chủ tịch của Nam Long cũng đăng ký mua vào rất là nhiều và những cái thằng này là một trong những cái thằng chỉ báo của dòng bất động sản nó đang thể hiện một cái bộ mặt khá là khỏe và nó cũng đã break những cái vùng trên lai giảm rồi vẫn đang bám những cái đường trung bình mượn phiên đi lên thì trước mắt nó sẽ test về những cái vùng 27.5 và cao hơn là vùng 30 và nó sẽ có những cái điểm mua ở đằng sau bởi vì sao một cái thằng đi từ kênh dưới đi lên thì nó sẽ gặp những cấp lực bán và khi những gặp những cấp lực bán thì nó sẽ có những cái quá trình test đi test lại và khi test đi test lại test thành công có một cái phiên xác nhận thì anh chị vẫn có thể lấy vào đối với cái thằng Nam Long một vài thằng khác ví dụ như là gì à, Ví dụ Đức Xanh đi Đó Thì Đức Xanh nó cũng có những cái quá trình phục hồi nè bực tăng 6.6% thì nó cũng sẽ test về những cái vùng bên trên đâu đó khoảng 12.5 và nhìn chung thị trường của mình đang có những cái tín hiệu khá là tốt và giai đoạn này là một trong những cái đoạn anh chị có thể là mình bắt đầu mình đi vốn trở lại với thị trường ví dụ như hệ thống khách hàng của em phiên ngày thứ sáu cũng có mua một mã cổ phiếu và nó cũng bực tăng trần thì đó cũng là một trong những cái tín hiệu khá là tốt và anh chị nào mà đang là khách hàng của em anh chị đang xem video thì anh chị cứ chuẩn bị bởi vì em đã lên được một cái danh sách để mà thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau tìm những cái điểm mua đẹp và anh chị đừng sợ là giai đoạn này thị trường của mình chỉnh bởi vì khi khi nó đã có những cái xu hướng này mà khi chỉnh thì nó sẽ chỉnh rất là ít và cái rủi ro của nó nó sẽ thấp hơn so với những cái quá trình rơi trước đó của nó đây nó sẽ thấp hơn so với những cái đoạn này bởi vì thị trường vn của mình đang có những cái xu hướng tăng rồi đây là những cái xu hướng tăng này và giai đoạn này là một trong những cái đoạn bắt đầu thân cá và anh chị không tham gia giai đoạn này à mà anh chị lại sợ tham gia những cái đoạn khi mà tìm cận về những cái vùng cuối thân cá đi thì anh chị sẽ dính những cái nhịp điều chỉnh của thị trường nhá. nên anh chị cũng phải chủ động trong cái bối cảnh hiện tại rồi đó thì hiện tại là em có room tư vấn cộng đồng và room đào tạo miễn phí thì anh chị có thể quét bên góc phải màn hình để có thể ra vào cái 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 room tư vấn cộng đồng còn anh chị nào bị mất định hướng khi đầu tư anh chị muốn vào cái room đào tạo của em thì đây là một trong những cái feedback một trong những cái review của những anh chị học viên và room hoàn toàn miễn phí nha thì anh chị có thể mình xem nếu như mà phù hợp với cái quan điểm cá nhân của anh chị thì anh chị có thể là mình tham gia cùng với em và đối với phương pháp của em là cái phương pháp VSA và em chỉ mua khi có những cái sự xác nhận của khối lượng xác nhận của những cái dòng tiền thông minh và em hạn chế là mình không bắt đáy. Ví dụ nè, à, có bắt đáy Novaland khi mà thị trường à, vào ngày 22 tháng 11 rất là nhiều rơm hô hào bắt đáy, nhưng à, lúc đấy thì em cũng có việc và cũng có một vài anh học viên thì em có chia sẻ là gì? À, theo quan điểm của giác từ trước giờ không bao giờ khuyến nghị mọi người bắt đáy và từ đó là mình cũng cùng à, né được đâu đó khoảng 20 mấy, 30 mấy phần trăm cái con Novaland nếu mà mình bắt đáy. á thì mình đã lỗ hai mươi mấy ba mấy phần trăm và đối với em thì em chỉ mua khi cổ phiếu nó có xu hướng tăng giá và có khả năng mang lại lợi nhuận và em không mua cổ phiếu khi nó đang có những cái vùng giá rẻ nên là anh chị nào mình thấy thích cái quan điểm anh chị thấy phù hợp với cái tư duy mà mình đầu tư thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình thì chúng ta sẽ có thể đồng hành cùng nhau trong những cái đoạn phía trước và cũng xin anh, uh, xin anh chị một đăng ký kênh cũng như là một like để có thể là ủng hộ em lên khoảng 1 nghìn sub trong thời gian gần nhất. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem video. Chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại anh chị trong video ngày mai.